Thì mình thấy đây là một cái chương trình mà nó có một cái sự tiếp nối, nó có một cái sự kế thừa ấy. Tức là các anh chị đi trước đã có những trải nghiệm tuyệt vời gì ở Elis, và các anh chị ấy có những cái điều gì muốn chia sẻ với bọn mình thì có thể cái trực tiếp hơn về cái trường cấp 3 các anh chị đã từng học, để có thể tiếp bước cho các em khóa sau. Và như mình thì là một ví dụ điển hình đây, mình đã nhận được cái thông tin từ các anh chị ở Elis và mình đã nộp hồ sơ tuyển thẳng, và cuối cùng thì bây giờ trở thành Elis. Thì đấy là một cái cơ hội cũng như một cái kiểu cơ duyên may mắn đối với mình ý. Cậu lại là mình Ngọc Anh đây. Thì cũng khá là lâu rồi mình chưa ra video mới. Mình có update cái video gần nhất là cách đây 9 ngày thì phải. Và trong cái khoảng thời gian này thì mặc dù mình cũng không hay thường xuyên lên video rồi chia sẻ những cái thông tin của mình đến mọi người, nhưng mà mình vẫn nhận ra một điều là có rất nhiều bạn mới subscribe kênh của mình và theo dõi mình. Đồng thời thì có một vài cái video thì vẫn được mọi người đón nhận. Nên là mình có chút cảm nhận được rằng mình cần phải ra video thường xuyên hơn, cần phải update nhiều hơn và chia sẻ nhiều thông tin có thể là có ích đối với các bạn nhiều hơn. Thì đấy là lý do vì sao mà mình đã ngồi đây trong một ngày mà Hà Nội cũng không quá là đẹp, thời tiết không quá là đẹp như hôm nay, nên là có thể cái chất lượng hình ảnh của cái video này nó hơi khác, hơi thấp hơn so với những video khác. Thì hy vọng là mọi người có thể thông cảm cho mình, bởi vì hôm nay thì Hà Nội ở bên ngoài trời cũng đang khá là âm u ấy. Ok, thì quay lại với cái chủ đề chính của video ngày hôm nay. Thì video này mình sẽ chia sẻ một cái thông tin mà mình cũng được hỏi rất là nhiều. Thì các em, đặc biệt là các em học sinh lớp 12 ý, và đặc biệt là các em năm nhất năm nay học trường mình là trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội, thì có đặt một vài cái câu hỏi cho mình liên quan đến việc là liên quan xoay quanh cái chủ đề đại sứ Elis. Thì mình cũng thấy đây là một cái vấn đề mà được khá nhiều em học sinh quan tâm, cũng như các em sinh viên năm nhất, và mà mình lại chưa thấy có một bạn nào có những cái chia sẻ, tức là quay video chia sẻ một cách chân thật hoặc là nhiều hơn những cái thông tin mà được update ở trên mạng xã hội. Vậy thì mình đã ngồi đây và quay video này để có thể giải đáp được những cái thắc mắc của các bạn xoay quanh đại sứ Elis nhé. Đầu tiên đi, thì mình sẽ chia video ngày hôm nay thành 3 phần chính. Phần đầu tiên thì mình sẽ nói về cái trải nghiệm của mình khi làm đại sứ Elis 2021, tức là về hành trình mình trở thành một đại sứ này và mình phải làm những gì và mình được những gì. Tiếp theo thì mình sẽ chia sẻ về những cái quyền lợi mà đại sứ Elis đạt được, tức là có được ưu tiên hơn những bạn khác. Và thứ ba thì mình sẽ chia sẻ về việc là đại sứ Elis có những cái trách nhiệm gì đối với cái công việc của mình. Thì đấy là cái phần mạch của video ngày hôm nay. Hy vọng là các bạn có thể theo dõi và cùng mình giải đáp những cái thắc mắc mà các bạn đã đặt ra bấy lâu nay nhé. Ok, thì bây giờ bọn mình sẽ vào phần đầu tiên của video ngày hôm nay, đó chính là cái trải nghiệm đại sứ Elis của mình. Thì có những em mà đặt mình câu hỏi là đầu tiên thì khi mà muốn trở thành đại sứ thì phải làm thế nào. Thì mọi người cứ yên tâm nhé, là khi mà mọi người vào trường ấy, hầu như là các em năm nhất, năm nào thì cũng có cái chương trình đại sứ Elis này. Và khi mà các bạn vào trường thì các bạn sẽ nhận được một cái thông tin từ fanpage của trường hoặc là thầy cô. Nói chung là cái thông tin về đại sứ Elis thì nó rất nhiều ở trên mạng luôn, và có rất là nhiều nguồn từ lớp trưởng người cho này, từ văn phòng đoàn khoa này, rồi update ở trên cái web trường, web của Elis là elis.daotao.vn ấy, thì mọi người có thể vô đó và thông tin được cập nhật rất là thường xuyên. Và mọi người cần phải chủ động tích cực tìm hiểu để xem là đại sứ Elis thì cái khoảng thời gian để cho bọn mình apply cũng như là điền đơn ấy sẽ là bao giờ, thì mọi người sẽ có cái sự chủ động hơn trong việc là mọi người tìm hiểu trước. Sau đó thì đến cái ngày đấy thì mọi người chỉ cần trang bị những cái kiến thức rồi mà, thì chỉ cần thoải mái và có một cái tâm thế thật là tự tin để đi phỏng vấn thôi. Ok, thì tiếp theo mình sẽ nói về cái hành trình đại sứ Elis của mình nhé. Đầu tiên thì mình cũng có theo dõi những cái thông tin về đại sứ Elis ở trên mạng. Thì thật ra là tại sao mình biết đến chương trình đại sứ Elis này không phải là mình biết đến sau khi mà mình mới vào trường, mà bởi vì mình cũng là một em học sinh lớp 12 được nhận sự giúp đỡ của các anh chị đại sứ Elis. Mình học lớp 12 ở trường phổ thông chuyên Tuyên Quang, mình học chuyên toán, và mình nhớ thì đấy là một buổi cuối năm lớp 12 rồi. Và thật sự mọi người biết là cái không khí ôn thi đại học vô cùng căng thẳng, nhất là cái lớp chuyên toán của mình nữa. Và trong một buổi mà bọn mình kiểu cũng gần kết thúc năm học rồi ấy, thì mình thấy hai anh chị mặc áo vàng có đi vào trường mình và còn nói giới thiệu cho mình những cái thông tin xoay quanh cái đại sứ Elis này, cũng như là còn tặng bọn mình sổ tay này, đồng thời là còn giải đáp những cái thắc mắc của bọn mình ấy, thì thật sự là vô cùng nhiệt tình. Và chính nhờ các anh chị đại sứ Elis đó
mà mình có cái sự tiếp cận gần hơn với trường Đại học Quốc gia Hà Nội, đồng thời biết được là trường có những cái phương thức tuyển sinh nào này, rồi có những cái điều kiện thuận lợi nào, nó có phù hợp bản thân mình không. Từ đó thì đã chuyển cho mình một cái động lực và cái nguồn cảm hứng để mình đăng ký. Và lúc ấy thì mình đã nộp hồ sơ tuyển thẳng vào ULIS và đã đỗ, và cuối cùng thì bây giờ là một ULISer. Thì mình thấy đây là một cái chương trình mà nó có một cái sự tiếp nối, nó có một cái sự kế thừa ấy. Tức là các anh chị đi trước đã có những cái trải nghiệm tuyệt vời gì ở ULIS, và các anh chị ấy có những cái điều gì muốn chia sẻ với bọn mình thì có thể cái trực tiếp hơn về cái trường cấp 3 các anh chị đã từng học, để có thể tiếp bước cho các em khóa sau. Và như mình thì là một ví dụ điển hình đây, mình đã nhận được cái thông tin từ các anh chị đại sứ ULIS và mình đã nộp hồ sơ tuyển thẳng, và cuối cùng thì bây giờ trở thành một ULISer. Thì đấy là một cái cơ hội cũng như một cái kiểu cơ duyên may mắn đối với mình ý. Thì đó là lý do vì sao mình biết đến cái chương trình đại sứ ULIS này. Và bởi vì mình đã biết trước được những cái lợi ích của nó, cũng như là những cái mặt tốt của nó khi mà giúp các em lớp 12 có thể nhanh chóng tiếp cận hơn và tạo một cái mạng lưới liên kết giữa các anh chị khóa trước và các em khóa sau ấy, thì ngay lập tức khi mà mình vào năm nhất và mình có nghe đến nhà trường, mình có nhận được những cái thông tin là năm nay thì nhà trường cũng có chương trình đại sứ ULIS và có cái khoảng thời gian nào đấy để nộp đơn, thì mình cũng mạnh dạn đăng ký luôn và muốn trở thành một cái người như thế đối với các em sau mình. Thì sau khi mà mình nhớ là cái khoảng thời gian đấy, thì lúc đấy bọn mình vẫn còn được đi học cơ, và trước khi cái buổi đầu tiên mà mình được gặp mặt các anh chị, đó là một buổi phỏng vấn, tức là phải thông qua được cái vòng phỏng vấn đó thì bọn mình mới có thể trở thành một đại sứ ULIS ấy. Thì trước cái buổi phỏng vấn đó mình cũng vô cùng căng thẳng, bởi vì mọi người ạ, đi phỏng vấn thì ai cũng căng thẳng thôi, cũng không biết là các anh chị sẽ hỏi mình những cái gì, kiểu bởi vì mình cá nhân bản thân mình cũng không phải là một người kiểu thời điểm đó nhá, không có quá nhiều những cái kinh nghiệm hay những cái kỹ năng và để có thể chia sẻ một cách tự tin ý, căng thẳng lắm ý. Và lúc đấy thì kiểu còn lên mạng tìm rất nhiều research, rồi hỏi những cái anh chị khóa trước để xem là các anh chị ơi, cái buổi phỏng vấn đấy thì mọi người, các anh chị sẽ hỏi những cái gì, em có thể học trước những cái thông tin gì không. Thì lúc đấy mình có nhớ là mình có lên mạng research tất cả những thông tin về trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội, và ví dụ như kiểu một vài những cái thông tin liên quan như đề án FIRE này, rồi kiểu hỗ trợ sinh viên sáng tạo khởi nghiệp vân vân, những cái thông tin rất là hàn lâm, rất là kiểu mang tính lý thuyết luôn. Mình cũng kiểu học, rồi cũng không hẳn là học kiểu nghe nặng nề quá, nhưng mà mình có đọc qua, tìm hiểu qua để có một cái sự chuẩn bị tốt nhất cho cái buổi phỏng vấn hôm đó ấy. Nhưng mà có một cái điều đặc biệt ở buổi phỏng vấn hôm đó mà kiểu mình không tưởng tượng được, mình không ngờ đến, đó chính là việc mình không bị hỏi bất kỳ một cái câu gì liên quan đến những cái thông tin quá là hàn lâm cả. Mình nhớ mình có hai câu được hỏi. Câu hỏi đầu tiên thì mình được hỏi là tại sao em muốn trở thành một đại sứ ULIS, và câu hỏi thứ hai là em thấy bản thân mình có những cái phẩm chất, tính cách gì phù hợp với việc trở thành một đại sứ ULIS. Thì hai câu hỏi này đã khiến mình bất ngờ, và thật sự nó là hai câu hỏi mình cảm thấy mình tâm đắc. Bởi vì mình tâm đắc bởi vì sao? Bởi vì mình không cần phải học thuộc nó, mình trả lời nó một cách ngẫu nhiên, mình trả lời nó một cách từ trái tim mình ý. Mình nghĩ gì mình trả lời nấy thôi, mình không cần phải kiểu đề án FIRE là gì. Nói chung là những cái rất là hàn lâm ấy. Thì hai câu hỏi đấy đã giúp mình rất là tự tin. Mình cái khoảng thời gian đấy thì mình có gì nghĩ đấy, mình cũng nói là em đã nhận được sự trợ giúp từ các anh chị đại sứ ULIS trước về trường em, về trường trong tổ chuyên liên quan, và đó chính là lý do vì sao mà em ngồi đây để em trả lời phỏng vấn, và em muốn trở thành một người như thế đối với các em khóa sau của em. Và có những phẩm chất gì thì mình cũng trả lời thôi. Mình cảm thấy là mình kiểu năng động này, mình cảm thấy mình kiểu nhiệt tình này, mình cảm thấy mình muốn giúp, cái quan trọng là mình muốn giúp các em khóa sau mình. Đấy là lý do vì sao mình muốn trở thành đại sứ ULIS. Và mình nhớ là mình đã được, thì tất nhiên mình đã trở thành một đại sứ ULIS rồi, được nhận. Và nói về cái hành trình đại sứ ULIS của mình năm 2021 thì thật ra cũng có nhiều điều tuyệt vời, nhưng mà cũng có nhiều điều tiếc nuối. Bởi vì mọi người biết mà, 2021 là một năm tình hình dịch bệnh có những cái diễn biến vô cùng phức tạp, và nó khác hoàn toàn với đại sứ ULIS của những năm khác ấy. Đại sứ ULIS của những năm khác thì được về thực địa để thực tập, nhưng đại sứ ULIS năm nay thì có nhá, vẫn là kiểu mình nhớ là các anh chị cũng gửi cái thông tin cho bọn mình là muốn trở thành đại sứ ULIS thực tập hay là muốn trở thành một đại sứ ULIS thực địa. Nhưng bởi vì cái tình hình lúc đó ấy, cái khoảng thời gian về thực địa là khoảng thời gian mình đang ở trên Hô La, mình đang đi quân sự, nên là mình không thể đăng ký trở thành một đại sứ ULIS thực địa để về trường cấp 3 của mình được. Vậy nên là mình đã phải đăng ký là một đại sứ ULIS online, để kiểu thông qua những cái trang mạng xã hội rồi cung cấp thông tin, giải đáp thắc mắc cho các em ấy. Và cũng có một điều tiếc nuối nữa là một bạn của mình thì đăng ký làm đại sứ ULIS thực địa và liên hệ với thầy hiệu trưởng của trường cấp 3 mình, thì bởi vì lúc đấy khoảng thời gian đó tình hình dịch bệnh nghiêm trọng quá, thế là thầy cũng không dám kiểu tổ chức những cái buổi gặp mặt như thế. Thế nên là trường cấp 3 của mình thì đã không có cái buổi gặp mặt trực tiếp giữa đại sứ ULIS với cả các em. Thì mình thấy đấy cũng là một cái điều khá là thiệt thòi trong năm nay cho một số đại sứ. Nhưng mà về cái hành trình online này thì mọi người ạ,
nó có mặt xấu nhưng mà nó cũng có rất nhiều mặt tốt. Tức là bọn mình online mà liên kết được với nhiều em hơn, chứ không chỉ đơn giản là các em ở trường cấp 3 cũ của mình nữa, mà còn giải đáp được thắc mắc của rất rất nhiều em đến từ mọi nơi trên giải đất Việt Nam hình chữ S này. Nên là mình thấy đây cũng là điều khá tuyệt vời. Và những cái chương trình online mà đại sứ Ulysses do nhà trường tổ chức năm nay mình thấy rất là quy mô, bởi vì mọi người trường mình thì phải chuyển đổi cách thức hoạt động từ offline, những cái chương trình offline sang online đúng không? Nhưng mà mình thấy trường mình có một sự tổ chức rất là tinh vi, rất là tỉ mỉ ấy, và khiến cho những cái em khiến cho đại sứ như mình và những em học sinh cấp 3 có một cái phương tiện tốt nhất để có thể liên kết với nhau, để có thể contact với nhau và để có thể cùng nhau giải đáp những thắc mắc của các em, đồng thời là kiểu cũng có thể giúp các em hơn trong cái quá trình mà các em kiểu băn khoăn lo lắng về ngành học, về trường Ulysses. Thì đó là cái hành trình Ulysses 2021 của mình. Về cái việc mà mình phải làm gì khi mà mình làm một đại sứ Ulysses 2021 ấy, thì về đa phần là như mình cũng nói, do tình hình dịch bệnh ấy nó bị ảnh hưởng, thế nên là những hoạt động thì đều là online. Và cái kênh mà mình có thể giải đáp thắc mắc chính cho các em là cái kênh Ulysses Support for 55 ấy. Theo cái kênh đấy bọn mình làm đại sứ Ulysses thì mọi người cần một cái sự chủ động, tức là mọi người thấy bất kỳ một cái câu hỏi gì ở trên group đấy, mọi người sẵn sàng vào và kiểu rep và trả lời những cái comment của các em, giải đáp thắc mắc cho các em. Thì đấy là một cái điều mà mình thấy nó đáng quý, tức là nó giúp bọn mình chủ động hơn, mình không cần phải kiểu ngồi đợi ai để nhắn tin cho mình hỏi mình cái gì, mà mình bản thân mình, xuất phát từ bản thân mình đã cần phải kiểu có một cái sự chủ động để có thể giúp các em ấy giải đáp những cái thắc mắc đó. Đồng thời thì nó cũng sẽ giúp bọn mình kiểu rèn luyện những cái kỹ năng mềm. Mình thấy đây là một cái lợi ích hai chiều ấy, nên là mình thấy đây là một cái hành trình khá là ý nghĩa. Và thậm chí là đại sứ Ulysses năm 2021 này còn để lại mình rất nhiều ấn tượng. Ví dụ như kiểu là ở trên Hola thì bọn mình đã có một cái ngày gặp mặt tất cả các bạn đại sứ này, các thầy cô lên rồi tổ chức hoạt động kiểu offline trên đấy nha, rất rất vui luôn ý. Và kiểu khi mà bây giờ mình nghĩ lại thì đấy vẫn là những cái kỷ niệm đẹp nhất, những cái hồi ức kiểu tuyệt vời nhất trong những năm tháng đại học của mình. Bởi vì bây giờ thì mình cũng vẫn đang học on, nên là nó sẽ trở thành một cái ký ức khó quên nhất của mình trong năm 2021 vừa rồi. Mình biết là năm 2021 vừa rồi thì cũng có rất nhiều khó khăn đối với tất cả chúng ta đúng không, bởi vì tình hình dịch bệnh. Nhưng mà mình tin rằng một vài những cái khoảnh khắc nào đấy thôi cũng sẽ khiến năm 2021 của các bạn trở nên tuyệt vời. Và đối với mình thì đó là đại sứ Ulysses. Ok, thì tiếp đến về những cái công việc mà đại sứ Ulysses cần phải làm đi, thì chủ yếu là như mình cũng đã nói là giải đáp thắc mắc này, rồi chủ động chia sẻ thông tin này, rồi chủ động kiểu tạo một cái mạng lưới với các em muốn thi vào và có ý định vào Ulysses ở năm tiếp theo ấy, và kiểu chủ động liên hệ với các em, rồi giải đáp thắc mắc, rồi kiểu chia sẻ với các em những cái trải nghiệm của cá nhân bản thân bạn ấy. Thì đấy là những cái công việc nó điển hình nhất của một đại sứ Ulysses. Ok, thì có lẽ là hành trình đại sứ Ulysses 2021 của mình thì mình cũng sẽ chia sẻ đến đây thôi. Nếu mà các bạn còn bất cứ những cái thắc mắc gì thì có thể comment ở bên dưới thì mình sẽ trực tiếp giải đáp vào comment, hoặc là lại làm một cái video khác. Nhưng mà nói về cái hành trình 2021 này thì cũng đã khá là dài rồi, không biết là mọi người cũng có chán khi nghe không ý. Thì mình sẽ vào cái phần thứ hai, là cái phần mà cũng nhiều em hỏi mình, đó là việc đại sứ Ulysses thì sẽ có những cái quyền lợi gì. Thật ra thì khi mà mọi người trở thành một đại sứ Ulysses thì mọi người sẽ được cung cấp rất nhiều những cái kiến thức xung quanh đến việc trở thành một đại sứ Ulysses thì cần nhiệm vụ gì này, quyền lợi gì, và kiểu mọi người sẽ được cung cấp một cái bản cứng luôn ý. Nhưng mà ở đây thì trong video này mình muốn chia sẻ những cái mà mình cảm thấy cá nhân bản thân mình cảm nhận được khi mà mình trở thành một đại sứ Ulysses thì mình đạt được những gì. Nó không chỉ đơn giản là những cái gạch đầu dòng về quyền lợi của đại sứ Ulysses mà các bạn được cung cấp nữa, mà nó là từ trải nghiệm của cá nhân bản thân mình này. Thì cái quyền lợi đầu tiên mình cảm thấy đó chính là việc các bạn có thể tạo một cái mạng lưới rộng hơn đối với kể cả bạn bè, đối với Ulysses, đối với những cái bạn đại sứ Ulysses khác, và đối với các em mà các bạn contact, cũng như là đối với thầy cô. Bởi vì cái độ hiện diện của các bạn tất nhiên là sẽ tăng hơn rồi, các bạn có cái khoảng thời gian làm việc nhiều hơn với các thầy cô này, các bạn giao lưu nhiều hơn với các em này, các bạn nói chuyện nhiều hơn với Ulysses, các bạn Ulysses khác này, thì tất nhiên nó chắc chắn sẽ giúp các bạn tạo một cái mạng lưới quan hệ rộng hơn. Và điều này là một điều rất tốt, bởi vì mọi người biết mà, ở trên môi trường đại học thì các bạn càng quen biết nhiều, các bạn sẽ có những cái cơ hội mà các bạn không thể nào ngờ tới được ấy. Và mình thấy đây là một cái điều rất là tốt. Ví dụ như kiểu là hôm đại sứ Ulysses thì mình cũng ở trên Hola thì các thầy cô có tổ chức một cái buổi gặp mặt ấy, thì mình cũng có được tiếp xúc gần hơn với thầy Đỗ Tuấn Minh, hiệu trưởng trường mình, kiểu còn chụp ảnh với thầy. Mình sẽ để ảnh ở đây. Hồi đấy thì mình còn để tóc vàng, ôi rất là nghịch, nhưng mà nó rất vui. Và kiểu
kiểu mình biết đến thầy cô nhiều hơn, mình hiểu hơn, mình cảm thấy cái trọng trách thiêng liêng mà mình đang mang khi mà trở thành một đại sứ Olex ấy, nó rất là tuyệt vời. Nên là mình hy vọng là mọi người khi mà quyết định tham gia vào cái chương trình này thì mọi người cũng sẽ nhận được những cái điều tuyệt vời như thế. Ok, thì cái lợi ích thứ hai thì mình cảm thấy là bất kỳ đại sứ Olex nào cũng sẽ nhận được thông tin về nhiều thông tin nhanh hơn. Ví dụ như ở cái năm 2021 vừa rồi ý, thì có một món quà mà các thầy cô đã dành cho đại sứ Olex 2021, đó chính là việc các bạn có thể đăng ký học 3 môn là trí tuệ cảm xúc này. Mình cũng không nhớ 2 môn còn lại là 2 môn gì, nhưng mình sẽ để tên 2 môn đó ở đây. Hình như là thiết kế cuộc đời thì phải, và một môn nữa mình cũng không nhớ, nhưng mà mình đã đăng ký môn trí tuệ cảm xúc. Tức là cái môn đấy chưa hề mở cho bất kỳ ai và chỉ mở cho đại sứ Olex năm 2021 mà thôi. Bọn mình được học trước, bọn mình được trải nghiệm, và thậm chí bọn mình còn được chuyển điểm từ cái môn đó sang GPA chính thức của bọn mình cơ. Vô cùng tuyệt vời, và kiểu nó đã giúp bọn mình phải kiểu giảm đi áp lực, rồi bọn mình được một lần trải nghiệm trước các bạn khác ấy. Thế nên là mình cảm thấy những cái thông tin mà nhà trường cho cung cấp cho đại sứ Olex nó sẽ nhanh hơn những bạn khác, và các bạn sẽ nhận được kiểu nhiều thông tin học bổng này, rồi những cái thông tin liên quan đến trường, những cái lợi ích nó nhanh hơn. Nó kiểu, bởi vì khi một bạn trở thành đại sứ Olex thì cái email của bạn đã nằm trong một cái list nào đấy của nhà trường rồi, nên là sẽ được cái thứ tự ưu tiên nó trước hơn ý. Thì mình thấy là một cái điều vô cùng tuyệt vời, đúng không nào? Tiếp đến thì một cái quyền lợi thứ ba đi, mình cảm thấy đó chính là việc khi mà các bạn trở thành một đại sứ Olex thì các bạn sẽ học được nhiều hơn, các bạn rèn luyện được những cái kỹ năng của bản thân mình một cách chủ động hơn. Mình thấy đây là một cái điều rất là đáng quý ấy, bởi vì đại học thì không như cấp 3 các bạn được kiểu các thầy cô dạy rồi cầm tay rồi chỉ bảo từng tí một đấy, nhưng mà đại học thì cũng là một phần mà bọn mình đã kiểu bước chân trong cuộc đời này rồi, không phải cái gì mà mọi người cũng kiểu sẽ đợi người khác đến dạy bảo mình, đúng không? Thì bọn mình đại sứ Olex là một cái quá trình mà mình chủ động học hỏi được nhiều, và mình tích lũy cho mình được những cái kỹ năng mà mình nghĩ là trong cái quãng hành trình sau này khi mà mình đã ra đời, mình đã đi làm, thì nó sẽ là một cái hành trang không thể thiếu cho mình, và nó sẽ giúp mình có thể xử lý tốt hơn những cái tình huống mà mình sẽ gặp phải sau này. Mình nghĩ đây là một cái lợi ích mà nó xa nhưng mà nó chắc chắn ấy, nó bền lâu ấy, và các bạn có thể tích lũy cho bản thân mình thấy rất là điều vô cùng tốt. Một cái lợi ích thứ tư khi mà trở thành đại sứ Olex thì mình nghĩ đó là việc các bạn có thể có rất nhiều lợi ích liên quan đến việc ví dụ như hồ sơ thực tập. Mọi người biết là ở Olex thì hồ sơ thực tập là một điều mà các bạn phải có đủ điểm hồ sơ thực tập các bạn mới ra được trường, đúng không? Thì đại sứ Olex là một cái mục mà được khá là nhiều điểm trong hồ sơ thực tập, và nó là một cái lợi ích trực tiếp đến việc mà sau này các bạn có thể dễ dàng hơn trong việc thực tập ấy, và kiểu nó làm hồ sơ thực tập của các bạn đẹp hơn này. Rồi đây là một cái lợi ích mà mình thấy là những cái bạn nào mà kiểu quan tâm đến tương lai sau này sau khi tốt nghiệp thì nó là một cái điều vô cùng quan trọng. Vậy nên là mình nghĩ đây là một cái lợi ích rất trực tiếp, và các bạn có thể nhìn thấy ngay ở trên cái tiêu chí hồ sơ thực tập của các bạn. Vậy nên là đây là một điều cũng khá là điều giúp các bạn có thể cân nhắc hơn. Thật ra thì những cái điều mà mình nói trên đây là cái trải nghiệm của mình ý, và nó ngoài những cái lợi ích mà nhà trường đã cung cấp cho các bạn. Ví dụ một số lợi ích mình biết nhà trường sẽ gửi cho các bạn một cái bản cứng, các bạn yên tâm nhé, khi các bạn trở thành một đại sứ Olex thì sẽ có một cái bản cứng liệt kê những cái lợi ích mà các bạn có thể đạt được. Thì một vài lợi ích trong đấy mình có như kiểu là nhận được những cái thông tin nhanh hơn này, rồi có cơ hội để làm việc cùng các thầy cô nhiều hơn này, được tham gia những cái hoạt động nhiều hơn này. Và còn một cái điều vô cùng quan trọng là những cái bạn đại sứ Olex nào mà nằm trong top đại sứ thủ lĩnh ý, thì có thể có một cái chuyến du lịch 2 ngày 1 đêm với các thầy cô. Rất tuyệt vời phải không kiểu. Và có một cái lợi ích trực tiếp nữa ấy mà mình nhận được trong năm vừa qua, đó chính là việc khi mà mình tham gia đại sứ thì tùy vào những cái danh hiệu của các bạn thì các bạn sẽ nhận được phần thưởng tương ứng. Ví dụ như kiểu vừa rồi thì mình được đại sứ lan tỏa thì cũng nhận được một cái số tiền nhất định ý. Và mình thấy đây là một cái điều động viên khích lệ từ nhà trường ý, và nó là một điều vô cùng thiết thực thôi, không có gì phải kiểu cảm thấy ngại hay là như nào khi phải nói ra cả, bởi vì đây là cái sự công nhận của nhà trường đối với các bạn. Thì các bạn yên tâm là khi mà các bạn trở thành đại sứ, các bạn sẽ có rất nhiều quyền lợi và lợi ích đó, nên là các bạn hãy tham gia vào đại sứ Olex nha. Ok, và phần cuối cùng của cái video ngày hôm nay thì mình sẽ nói sơ qua một chút về những cái nhiệm vụ mà đại sứ Olex sẽ phải đảm nhiệm khi mà các bạn trở thành một đại sứ Olex ha. Nhiệm vụ chính ý,
đó chính là việc các bạn có phải tìm hiểu và lan tỏa thông tin về Eris tới bạn bè, học sinh, các trường trung học phổ thông. Tiếp đến cái trách nhiệm thứ hai là các bạn làm một cái sợi dây kết nối của Eris với trường trung học phổ thông và giáo viên, học sinh của trường trung học phổ thông đó. Tiếp đến cái lợi ích thứ ba là các bạn sẽ hỗ trợ Eris trong việc đồng hành cùng học sinh trung học phổ thông học tập này, ôn tập này và chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Thì đây là ba cái trách nhiệm lớn nhất mà các bạn phải có khi mà các bạn trở thành một đại sứ. Và mình thấy là có một số bạn thì cũng đặt một cái số những cái câu hỏi cho mình, ví dụ như kiểu là em chưa làm đại sứ Eris bao giờ, những cái thông tin về trường thì em cũng kiểu chưa quá hiểu ấy, thì em có thể trở thành một đại sứ Eris được không? Thì mình nghĩ là hoàn toàn có thể nhá, bởi vì các bạn cứ yên tâm là khi các bạn trở thành một đại sứ Eris thì nhà trường sẽ cung cấp cho các bạn những cái thông tin toàn bộ về những cái thông tin mà các bạn cần phải biết để có thể giao lưu, để có thể connect với cả các em trong phổ thông. Ví dụ như kiểu là tất cả những cái nó sẽ có một cái bản handbook ấy, và các bạn có thể đọc những cái thông tin trong đấy, lấy những cái thông tin đấy thể và sau đó thì giải đáp cho các em. Thì đây là một cái sự chủ động của các bạn thôi, và những cái thông tin thì hoàn toàn trường Eris update everywhere trên mạng xã hội, trên eris.daotao.vn.edu.vn. Và nên là các bạn cứ yên tâm là mọi thông tin thì đều do mình tìm hiểu mà ra thôi, nó không kiểu khó khăn như mọi người nghĩ. Thế nên là nếu mà cơ hội thì các bạn hãy tham gia vào đại sứ Eris nha. Ok, thì maybe cái video này hôm nay mình đã thấy nó là 20 phút 22 rồi ý. Mình cũng nghĩ là đến đây là cũng khá dài rồi. Nếu các bạn còn bất kỳ thắc mắc gì, các em học sinh lớp 12, các em sinh viên năm nhất, Eriser có bất kỳ thắc mắc gì thì đừng ngại ngần gì mà để lại comment cho chị ở phía bên dưới, hoặc là inbox cho chị ở trên Facebook, Instagram hoặc là fanpage. Mọi cái social media của chị đều là Ngọc Anh Wonder. Hy vọng là sẽ nhận được những cái hỏi đáp của các em để chị từ đó thì có thể tư vấn hơn, làm tròn trách nhiệm của đại sứ. Thì mặc dù là cái hành trình đại sứ Eris 2021 của chị đã khép lại rồi, nhưng chị vẫn muốn ở đây và trở thành một đại sứ mãi mãi cho Eris, chia sẻ giải đáp bất kỳ những cái thắc mắc gì của các em xoay quanh Eris, xoay quanh Đại học Anh, Đại học Quốc gia Hà Nội. Hy vọng là những bạn nào mà đã trở thành đại sứ Eris rồi sẽ có những cái trải nghiệm thật là tuyệt vời trong năm 2022 sắp tới. Bởi vì là chị sau khi mà theo dõi năm 2022 này thì chị thấy nhà trường có rất là nhiều đổi mới luôn, và chị tin chắc rằng cái quyền lợi cho các em đại sứ sẽ còn tốt hơn nữa. Thế nên là các em hãy cứ tin tưởng và mạnh dạn apply. Chỉ cần các em thích thôi, các em muốn trở thành một cái người mà kiểu truyền cảm hứng cho nhiều bạn phía sau nữa thì hãy đăng ký đại sứ Eris, đừng ngần ngại gì nha. Ok, đối với những bạn mà đang học lớp 12 đi thì chị hy vọng là các em sẽ có những cái năm tháng tuyệt vời nhất. Bởi vì là như sau khi chị lên đại học thì chị biết là năm tháng cấp 3 là những cái năm tháng mà tuy có một chút áp lực thôi, nhưng mà nó sẽ giúp các em, nó sẽ là những cái kỷ niệm đáng nhớ nhất trong cuộc đời học sinh của các em. Và đối với những cái em mà đang học năm nhất Eris thì chị cũng hy vọng là các em sẽ có những cái trải nghiệm thật tuyệt vời ở Eris ở Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội ha. Ok, thì video ngày hôm nay cũng chỉ đến đây thôi. Xin chào các em và hẹn gặp lại các em trong những video tới ha. Bye bye.